Chào mừng các em tham gia tiết học giáo dục công dân 6 tuần 15. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài 6 Tự nhận thức bản thân. Ở bài 6 này, chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời gian 3 tiết các em nhé. Đầu tiên, chúng ta bước vào phần khởi động. Các em sẽ lấy giấy nháp, thực hiện nhiệm vụ học tập sau. Nêu hai điểm mạnh của bản thân, hai điểm yếu, ba sở thích, ba điều em không thích. Thời gian thực hiện nhiệm vụ học tập bắt đầu. Như vậy, khi chúng ta biết được điểm mạnh, tức là chúng ta biết được mình giỏi điều gì. Khi chúng ta biết được điểm yếu, thì chúng ta biết được mình cần phải cải thiện những điều gì. Những gì là phù hợp với bản thân mình, những gì cản đường chúng ta bước tới thành công để chúng ta có thể tìm cách khắc phục nó. Ví dụ chúng ta có điểm mạnh về ca hát, về thể thao, về làm việc nhóm, nhưng chúng ta cũng có những điểm yếu cần khắc phục như là sự thiếu tập trung, hay bị ốm vặt, chán ăn hoặc là khả năng giao tiếp với mọi người chưa tốt, thì chúng ta sẽ tự nhận thức điều đó và khắc phục. Như vậy, khám phá bản thân không phải là đi tìm kiếm tình yêu, mà là tìm kiếm tất cả những rào cản trong chính bản thân mình và đánh bại chúng. Chúng ta chuyển sang phần 2 la mã khám phá. Thông tin. Mình là Linh, năm nay 11 tuổi và đang là học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Mình thấp và mũm mĩm nên mọi người gọi mình là Doraemon. Mình không thấy buồn mà ngược lại rất thích biệt danh đó vì Doraemon là nhân vật truyện tranh mà mình vô cùng yêu thích. Mình có nước da ngăm đen giống bố. Lúc đầu mình cảm thấy hơi tự ti, nhưng mẹ mình nói rằng da ngăm đen trông rất khỏe mạnh. Là con út trong gia đình nên mình được bố mẹ và chị yêu quý, nhưng không vì thế mà mình ỷ lại lười biếng. Ngoài thời gian học, mình và chị thường chăm sóc cây xanh và nấu ăn cùng mẹ. Ở lớp, mình là một học sinh có học lực khá, mình luôn cởi mở, hòa đồng nên được các bạn yêu quý. Tuy nhiên, mình cũng có điểm chưa tốt là rất dễ nổi nóng. Mình tự nhủ sẽ cố gắng khắc phục hạn chế này để hoàn thiện bản thân hơn. Bạn Linh đã tự nhận ra các đặc điểm nào của bản thân? Từ câu chuyện của bạn Linh, em hiểu thế nào là tự nhận thức bản thân? Thời gian suy nghĩ cho chúng ta bắt đầu.
Như vậy, bạn Linh đã nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, đó là dễ mến, hòa đồng, học khá. Điểm yếu chính là ngoại hình thấp, mũm mĩm, tự ti về bản thân, dễ nổi nóng. Từ câu chuyện của bạn Linh, em hiểu như thế nào là tự nhận thức bản thân. Đúng rồi, tự nhận thức bản thân là khả năng hiểu rõ, chính xác bản thân, biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của mình. Đọc các đoạn thông tin sách giáo khoa trang 25 và trả lời câu hỏi. Long nhận ra mình khá thông minh bởi trong những lần cùng giải bài tập với các bạn, Long luôn là người tìm ra cách giải nhanh và đáp án chính xác. Vân có thói quen ghi chép lại suy nghĩ, cảm xúc, việc làm hàng ngày của mình vào nhật ký. Khi đọc lại, Vân nhận ra mình khá nhút nhát bởi nhiều lần biết đáp án nhưng không dám xung phong để trả lời câu hỏi của thầy cô. Khi tham gia hội thi nét đẹp đội viên do trường tổ chức, Ân đã trình diễn bộ trang phục của mình với phong thái tự tin, dù đó là lần đầu tiên thể hiện. Ân rất thích thú khi khám phá ra khả năng này của bản thân. Nhiều bạn trong lớp nhận xét Hiếu rất dễ nổi giận nếu ý kiến của Hiếu không được các bạn khác đồng tình. Điều này khiến các bạn e ngại khi thảo luận nhóm với Hiếu. Vì vậy, Hiếu tự nhủ sẽ phải thay đổi để bình tĩnh hơn. Các em hãy thực hiện nhiệm vụ học tập. Các bạn trong những tình huống trên đã tự nhận thức bản thân như thế nào? Như vậy chúng ta thấy Long nhận thức ra mình khá thông minh môn toán trong những lần giải toán cùng các bạn. Ân nhận thức ra mình rất tự tin khi tham gia hội thi nét đẹp đội viên của trường. Vân nhận ra mình hơi nhút nhát từ những lần ghi lại thói quen suy nghĩ cảm xúc của mình vào nhật ký. Và Hiếu nhận thức ra mình hay nóng giận từ các lời nhận xét của các bạn trong lớp khi hoạt động nhóm. Các bạn rất ngại khi cùng học nhóm với Hiếu. Như vậy, tự nhận thức bản thân giúp mình nhận ra những ưu nhược điểm của bản thân để mạnh dạn quyết tâm theo đuổi ước mơ, luôn học hỏi để cố gắng thay đổi hoàn thiện bản thân, phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu.
Vậy theo các em, tự nhận thức bản thân có lợi gì cho quá trình lao động và rèn luyện của bản thân? Chúng ta thấy rằng tự nhận thức bản thân giúp chúng ta nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục. Biết rõ mong muốn, những khả năng, những khó khăn, thách thức của bản thân để có thể đặt ra mục tiêu, thực hiện mục tiêu đó. Giao tiếp ứng xử phù hợp với người khác. Kỹ năng tự nhận thức. Trong khu rừng bí mật, người ta đã quen với cảnh một chú chim nhỏ có tên là Rio suốt ngày bay lượn theo các loài động vật khác chỉ để học cách bắt chước. Rio tội nghiệp, mồ côi từ lúc chập chững mới biết bay. Trước đây, cậu cứ lủi thủi một mình, mấy chú chim xung quanh cũng không buồn chơi với cậu. Rio buồn lắm. Cậu nghe phong phanh ai đó nói rằng chỉ những người tài giỏi mới được người ta nể và có nhiều bạn bè chơi với thôi. Vậy là Rio quyết định đi gặp hết người này đến người kia để mong được tài giỏi như họ. Anh khỉ, anh leo cây giỏi quá, anh dạy em học được không? Chim, chim học leo cây ư? Nực cười quá. Cậu làm gì có hai chân hai tay như tôi mà học leo cây. Thôi đi về đi. Anh Vạc, vậy anh dạy em mò tép được không? Cậu làm gì có đôi chân dài như tôi mà đòi mò tép. Rio vẫn cố chấp đi theo anh Vạc nhằm học được cách bắt tép và tôm. Nhưng vì đôi chân quá ngắn cộng với không có kỹ năng nên suýt nữa Rio bị đuối nước. Cứ thế, chú chim nhỏ tội nghiệp lang thang hết nơi này đến nơi khác, gặp hết người này đến người nọ, nhưng chẳng ai cho cậu học theo cả. Đến lúc mệt mỏi, cậu mới nằm dài trên cành cây rồi than thở. Chẳng lẽ mình lại kém cỏi đến như vậy sao? Tại sao ai cũng làm được một điều gì đó mà mình thì lại không? Bác cún mèo trên cành cao nghe được lời than thở, bèn ngó xuống nói: Ta đã từng là fan hâm mộ giọng ca của bố cháu đấy. Nghe bác cú mèo nói vậy, Rio bật dậy và nói: Hát ư? Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đúng rồi, mình phải thử mới được. Vậy là Rio bắt đầu thử giọng ca của mình, một điều chưa bao giờ cậu làm cả. Thật bất ngờ, khi Rio cất tiếng hát thì muôn loài đều phải trầm trồ khen ngợi. Nhờ sự chăm chỉ luyện tập đúng sở trường của mình, Rio đã trở thành một ca sĩ nổi danh khắp khu rừng, được mọi người biết đến và yêu mến. Các bạn thấy đấy, mặc dù hơi muộn, nhưng chú chim Rio của chúng ta cũng đã nhận ra được khả năng của mình và phát huy hiệu quả khả năng đó. Còn các bạn thì sao nhỉ?
Em rút ra được bài học gì từ đoạn clip trên? Và theo em, tự nhận thức bản thân đem lại ý nghĩa như thế nào với chúng ta? Khi tự nhận thức bản thân hiệu quả, chúng ta hiểu về mình, chấp nhận bản thân, tự tin, cởi mở và tôn trọng chính mình, từ đó sẽ có cách ứng xử và hành động phù hợp. Để hình dung lại kiến thức tiết học hôm nay, cô mời các em cùng xem một đoạn video ngắn. Bài tập khó thế, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tự nhận thức là gì. Cô giáo đã giảng bài rất kỹ rồi, cậu không nghe, cũng không chép bài hả? Có chứ, nhưng mà tớ không nhớ để vở ở đâu nữa. Tớ cũng chịu cậu đấy, suốt ngày kêu mất vở. Thì tớ có muốn như thế đâu. Cậu nghe cho rõ nhá, tớ không nhắc lại đâu. Nhận thức là tự nhìn nhận, đánh giá về bản thân, hiểu được tiềm năng, tình cảm, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Nghe có vẻ khó nhỉ? Tớ chẳng biết đánh giá bản thân mình thế nào nữa. Bây giờ cậu hãy viết ra câu trả lời vào vở này. Cậu thích cái gì, ghét cái gì, những điểm nổi bật mà cậu cần phát huy và những điểm yếu của cậu cần khắc phục. À, tớ hiểu rồi. Cảm ơn tí nhé, tớ làm ngay. Tớ làm xong rồi này. Hóa ra để hiểu về bản thân mình cũng không khó lắm. Đúng rồi, cậu chỉ cần tập trung suy nghĩ, nhìn nhận đánh giá bản thân mình là hiểu vấn đề ngay thôi. Tớ biết rồi, ví dụ như tớ có điểm yếu là bừa bộn này, hay quên nên mới thường xuyên đánh mất vở. Từ nay tớ sẽ cố gắng sống gọn gàng, ngăn nắp hơn. Còn gì nữa không? Tớ có ước mơ làm bác sĩ để sau này lớn lên chữa bệnh cho nhiều người. Vì vậy, tớ cần phải chăm học ngay từ bây giờ. Chính xác, nhận thức đúng về bản thân sẽ giúp cậu có những quyết định và lựa chọn đúng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cũng nhờ vậy mà chúng mình có nền tảng để giao tiếp, ứng xử phù hợp và hiệu quả với mọi người xung quanh. Bơm nói đúng quá, vậy thì mình cùng cố gắng nhé. Nhất trí.
Sau đây là phần hướng dẫn ở nhà. Các em sẽ xem lại nội dung bài học, ghi chép bài đầy đủ và học thuộc phần hai la mã khám phá, hai nhỏ ý nghĩa. Chuẩn bị nội dung tiếp theo của bài học số 6. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.